mở ra và đó là ca sĩ Trần Thu Hà. Còn lại là ca sĩ Hà Trần, thưa quý vị. Wow, thương quá, sao khóc nhiều vậy? Trời ơi, đỏ hết cái mũi. Trời ơi, nó hằn mà muốn méo cái mũi luôn mà hát được hay nặng quá. À, chắc là em sẽ dành thời gian cho chị chào khán giả của mình ạ. Hà xin chào tất cả quý vị khán giả. Rốt cục thì cũng được tháo cái đầu chim này ra. Cái đầu chim đã thành tôi suốt cả mấy tháng nay. Rất là khó khăn để thở và hát. Có chắc không? Có chắc là khó hát không? Khó đấy. Khó đấy mà hát cỡ đó rồi còn buông cái đầu ra thì hát cỡ nào? Nói chung là không có đầu thì tốt hơn. Nhưng mà tóm lại là quý vị có thích những cái phần trình diễn của Hà trong chương trình không? Đấy. Nếu mà quý vị thích thì là Hà thấy là Hà đã đạt được cái mục đích của Hà khi đến với The Masked Singer. Dạ. Thật sự đúng như chị nói, cái mục đích của chị là muốn đến với cuộc thi để có được nhiều cái cảm hứng mới và truyền cảm hứng cho mọi người. Rõ ràng là mọi người đều yêu thích giọng hát của Phù Văn Lựa và có rất là nhiều cái năng lượng sau khi mà theo dõi những cái phần trình diễn. Thực ra thì âm nhạc cái điều quan trọng nhất là truyền cảm hứng và được nhận cảm hứng. Khi Hà đến với The Masked Singer, Hà cảm thấy trong cả một cái quá trình dài của cuộc thi, Hà đã nhận thấy những cái tình cảm, được nhận những cái tình cảm rất là nồng nhiệt của khán giả. Hà cũng không bao giờ nghĩ rằng là mình được cả khán giả và cả đồng nghiệp yêu thương đến như thế, và đó là cái phần thưởng lớn nhất. Và ngoài việc rằng là Hà cảm thấy mình đem lại rất là gió mới, sự truyền cảm hứng đối với khán giả, thì chính quý vị cũng là những người đã truyền thêm sức mạnh cho Hà, truyền thêm rất là nhiều năng lượng cho Hà để Hà có thể tiếp tục sự nghiệp âm nhạc đã khá là dài của mình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đây là thưa quý vị, đây là my biggest idol, thưa quý vị, Trần Thu Hà. Yeah, yêu con người này rất là nhiều. Tôi phải nghe được con người này nghe từ cái nốt nhạc thứ ba tôi đã biết được ai rồi, mà tôi phải không giả bộ không biết trong nhiều tuần liền, tôi khổ sở vì cái chuyện. Tôi rất là thương Trấn Thành. Để đi em đừng. Tôi biết là Trấn Thành cũng ngày phải về vái tổ rất là nhiều bởi vì nói dối quá nhiều ở trên truyền hình. Thiệt á chứ. Trời ơi, khổ. Hai cố vấn đều biết mà mỗi tập đều phải nghĩ câu chuyện khác nhau và những tên khác nhau. Hai con người thật thà mà bây giờ thành ra hai con người gian trá. Thiệt á, tụi em khổ lắm, hát mà rớt luôn cái đầu mà chứ. Giả bộ không biết là ai, tức dễ sợ. Mà đoạn đó là đoạn viral trên clip nha. Dạ. Tôi một trong cái tay nông gì cho Phượng Hoàng Lửa Á Quân của The Masked Singer.